Vâng, em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả chúng khách hàng thân yêu. Theo yêu cầu của một số khách hàng thì ngày hôm nay em Hoàng An sẽ lựa chọn chiếc Honda City sản xuất 2018 và làm phiên bản top, hay mình gọi là bản cao cấp nhất của Honda City anh chị nhé, để gửi đến tất cả chị quý vị và các bạn. Chiếc xe này thì ngày hôm qua em có làm video tổng quát rồi, nhưng ngày hôm nay thì em sẽ làm video chi tiết để gửi đến anh chị. Và chiếc xe này thì bên em vẫn đang niêm yết giá đang là 499 triệu để sở hữu một xe Honda City top này anh chị nhé. Giá tất nhiên rồi, còn thương lượng 499 triệu. Xe mang biển số Bình Dương, sản xuất 2018 và ô tô hiện tại theo đồng hồ đang là 37.000 km. Honda City rõ ràng rồi là một mẫu xe phân khúc hạng B cực kỳ ăn khách hiện nay, với thiết kế kiểu dáng bắt mắt trẻ trung. Nội thất thì rộng rãi và option thì cũng là miên man anh chị nhá. Đặc biệt chiếc xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu và lành xe, 499 triệu. Và em Hoàng An sẽ gửi đến anh chị phần đầu xe trước. Không một chiếc xe phân khúc hạng B nào mà được hãng Honda trang bị như chiếc Honda City đây. Bản top này, tất cả hệ thống đèn pha, đèn gầm đều là đèn nét hết anh chị nhá. Đèn nét trắng hết, cực kỳ đẹp đúng không ạ? Và buổi tối thì nhìn rất là mới luôn. Và kết hợp một cái giải đèn, một cái dây giải đèn ở đây. Và hệ thống đèn pha đều là đèn nét. Mặt ca lăng thì cũng thay đổi, nhìn form dáng rất là đẹp đúng không ạ? Mặt ca lăng thì mạ một cái đường chrome, mạ chrome rất là sáng, kéo dài từ đèn pha bên trái qua đèn pha bên phải, nhìn rất là nổi bật chiếc xe. Và nhìn thiết kế cái đầu xe cực kỳ là bắt mắt. Xe thì bên em vẫn là luôn luôn là cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị về vấn đề máy móc, khung gầm và keo chỉ anh chị nhé. Chiếc xe thì phần thân xe anh chị thấy nhá, chiếc xe thì còn vỏ theo xe này. Vỏ theo xe hết anh chị nhá, vỏ theo xe đấy, cực kỳ mới luôn, đết vỏ theo xe này anh chị có thấy nhá. Tuần thứ 29 năm 2018, tuần thứ 29 năm 2018. Và xe thì sử dụng mâm đúc la răng 16 2 thắng đĩa trên thắng đĩa ABS. Mâm đúc này nhìn rất là mới, rất là đẹp đúng không anh chị, rất là đẹp hơn so với mẫu cũ, nhìn cực kỳ đẹp hơn so với mẫu cũ. Phần trên gương chiếu hậu thì tích hợp một cái sinh nhan chân gương, sinh nhan chân gương và có chức năng cụp bên trong, cụp điện trong. Phần tay lắm cửa thì mạ chrome, bản top này là mạ chrome. Và chiếc xe cũng được trang bị khóa cảm biến thông minh, khóa cảm biến thông minh. Chiếc xe này thì chủ xe đã trang bị thêm một cái tay chén cửa, đấy, về che mưa và dán phim cách nhiệt ở tất cả các kính chắn gió luôn. Dán phim cách nhiệt tất cả các chỗ. Xe rất là đẹp và nguyên bản tuyệt đối chị nhé. Ô tô đang là 37.000 km, bỏ theo xe hết. Rất là mới và đẹp luôn, còn đúc la răng bỏ theo xe đó. Thì ok đúng không ạ? Đây, tuần thứ 29 năm 2018, chiếc xe 37.000 km bỏ theo xe. Đã được có ốp lắp bình xăng được. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu Honda City này thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhé. Và em Hoàng An đã đi thử rồi và chắc chắn luôn chiếc xe này đi rất là tiết kiệm nhiên liệu mặc dù là số tự động. Rồi, phần đuôi sau thì anh chị cũng thể thấy nhé, cụm đèn hậu sau cũng rất là đẹp đúng không ạ, rất là bắt mắt luôn. Cụm đèn hậu sau, đèn hậu công nghệ halogen. Và chiếc xe này thì chủ xe đã trang bị một cái đuôi cá ở sau kết hợp với cái đèn thắng này, đèn thắng ở cái đuôi cá sau này. Đuôi cá sau nhìn chiếc xe trông thể thao hơn. Phần đuôi xe thì cũng được trang bị bốn mắt cảm biến lùi đằng sau, hai đèn phản quang bên dưới và đã có camera rear hết rồi anh chị nhé. Đây, tiếp tục sang phần bên đây thì anh chị thấy nhé, là tay lắm cửa mạ chrome, rất là sáng bóng luôn. Vỏ với mới tinh luôn, mâm đúc là mới không bị chảy xước thì ok đúng không ạ? 499 triệu anh chị nhé. Và hỗ trợ ngân hàng, như mẫu xe này có thể hỗ trợ cho anh chị 320 triệu, 340 triệu luôn, 320 đến 340 triệu, rất là hợp lý luôn. Đấy, để mà vay ngân hàng thì cam kết anh chị không có nợ xấu nha anh chị nhé. Đây, và em sẽ giới thiệu phần cửa bên ghế người ngồi, phía trước người ngồi đây, mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối từ keo chỉ. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Cực ốc này nguyên những cái dấu châm sơn của nhà sản xuất. Các bậc lên xuống đều được ốp inox có chữ nổi City ở đây. Chị City màu xanh, buổi tối nhìn rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn. Các bản lề đây như mới, quá hợp lý đúng không ạ?
2018 499 triệu thì hợp lý cho chiếc Honda City à. Và ở nội thất này là màu đen hết anh chị nhé. Và ghế là ghế da theo xe, ở phiên bản top là ghế da theo xe. Và nói về hàng ghế sau của Honda City thì chắc chắn rồi, nó quá là rộng rãi như một chiếc xe phân khúc hạng C, rất là rộng rãi luôn. À, chiếc xe đang có hai cái tựa đầu này. Đấy, và đây có một cái bệ tì tay và để cốc nước ở đằng sau, rất là hợp lý đúng không ạ? Ghế da theo xe và trên ghế được đục những cái lỗ nhỏ nhỏ để thoát khí tốt hơn. Chiếc xe này thì vẫn còn nguyên trần ni lông theo xe nha anh chị nhá, vẫn còn nguyên trần ni lông theo xe, trang bị hai cái đèn trần. Đấy, rất quá hợp lý đúng không ạ? Rồi, ở khoang hành lý này thì quá là rộng rồi đúng không anh chị, khoang hành lý thì quá là rộng rãi rồi. Mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối. Đó, các cốc sau đây nguyên bản chưa tháo giờ. Chiếc xe thì mang biển số Bình Dương nha anh chị nhá, biển số Bình Dương. Đó, mọi chi tiết là nguyên bản, không động chạm. Đó. À, chiếc xe thì được chủ xe trang bị một cái lót sàn, lót khoang hành lý bằng nhựa. Đây, dưới là bánh sơ cua. Đấy, bánh sơ cua đồ nghề đầy đủ hết nha anh chị nhé. Bánh sơ cua thì đã lăn rồi nhưng còn rất là mới. Đó, xe cực kỳ mới luôn. Xe gia đình không có kinh doanh dịch vụ. Xe gia đình 100%, không kinh doanh dịch vụ anh chị nhé. Rồi, đây, khoang hành lý trên. Đấy, sang bên cửa bên ghế tài vẫn là rất là đẹp đúng không ạ? Đó, kia là lên này. Ghế da theo xe. Và phiên bản top này thì được trang bị 6 túi khí luôn. Vô lăng 3 chấu bọc da và trên vô lăng tích hợp những chức năng lấy chuyển số vô lăng cruise control, kiểm soát tốc độ cực kỳ ok đúng không ạ? Chế độ tiết kiệm nhiên liệu này. Gương cụp đây, chỉnh kính điện đầy đủ hết. Ghế da rất là mới. Đây, ô đô hiện tại của nó đang là 37.214 km anh chị nhá. Và nguyên bản là chiếc xe City này thì cũng có một cái màn hình nhưng mà không được cái màn hình lớn này đâu. Xe này được chủ xe zoom cái màn hình Android 10 inch. Đó, kết hợp cam lùi đầy đủ hết. Đó, kết hợp cái màn hình rất là lớn, đều là thông minh start top. Ở bản top này có một điểm khác biệt so với bản thường, đó chính là điều hòa tự động auto anh chị nhá. Điều hòa tự động ghế da. Đây, còn đâu hộp số thì cũng giống nhau thôi. Đấy, xong xong. Và đặc biệt ở chế độ S này anh chị có thể thấy nhé, khi mình muốn tăng tốc hay vượt một xe nào đó thì anh chị về chế độ S này thì cái vòng tua máy nó cao lên và anh chị vượt xe khác rất là dễ dàng. Cảm giác chiếc xe anh chị chạy nó rất là bốc mà rất là khỏe luôn. Đó. Ok. Em sẽ giới thiệu đến phần khoang động cơ anh chị nhé. Khoang động cơ. Đây, anh chị có thể thấy những cái chi tiết ốc nó là nguyên bản tuyệt đối, rất là mới đúng không ạ? Đó, rất là mới. Một cái bệ tì tay ở đây. Đấy, bệ tì tay. Đấy, bệ tì tay đây. Chứa đồ đầy đủ hết. Rồi, em sẽ giới thiệu phần khoang động cơ cho anh chị có tiện theo dõi nhé. Chiếc xe thì sử dụng động cơ 1.5. Và mẫu xe này thì 1.5 nhưng mà cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Máy 1.5. Đây, chi tiết đó. Nguyên bản tuyệt đối. Anh chị có thể thấy chi tiết ốc nhé. Chưa động chạm bất cứ một con ốc nào. Chưa tháo mở thì mới luôn. Đây, phía trống lên để cầm máy quay cho nó dễ ha. Máy 1.5 mà chỉ có thứ nhất chỉ tự động rất là mới và sáng luôn, nguyên những cái dấu châm sơn này là sản xuất. Máy nổ rất là êm. Cục ABS, đây là cục ABS này chị nhé. ABS rất là mới. Chi tiết ốc cabo đây chưa có tháo mở. Đó, chưa tháo mở, chưa làm bất cứ thứ gì cả. Đó, chưa tháo mở. Đó, chi tiết là nguyên bản tuyệt đối. Cam kết cho chị đặc biệt là cái động cơ của chiếc xe thì bao giờ bên em cũng là cam kết tuyệt đối là không có thủy tích đâm va anh chị nhá. Thực sự là quý luôn. Rồi anh chị ơi,
Trên đây là mẫu xe Honda City sản xuất 2018, phiên bản cao cấp nhất, bản top mà em Hoàng An vừa gửi đến tất cả anh chị quý khách hàng. Và giá bán đang là 499 triệu. Anh chị quan tâm trực tiếp về mẫu xe này, alo cho em An theo hai số điện thoại 0943 444 550 và số điện thoại 0968 390 391 anh chị nhé. Truy cập trực tiếp website siêu thị ô tô Bình Dương.com hoặc qua trực tiếp cửa hàng siêu thị ô tô Bình Dương, tọa lạc số 1968 là vào xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem xe. Chỉ cách ngã tư 550 1 km thôi và nằm ngay mặt đường DT743B, cực kỳ là dễ kiếm luôn. Một lần nữa thì em Hoàng An xin cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi về mẫu xe này. Xin chào và gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào và gặp lại anh chị.